áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với lớp học của cô Huyền. Hi everyone. Welcome you guys to my class. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau học bài số 8, Lesson 8 của Unit 3, The Past, quá khứ. Trong buổi học ngày hôm nay, chúng mình sẽ tập trung vào những kiến thức văn hóa, culture. Bây giờ, cô mời các bạn cùng bắt đầu buổi học ngày hôm nay nhé. One, check the meaning of the words in the box. Then look at the pictures and answer the questions. Kiểm tra nghĩa của những từ trong hộp, sau đó nhìn vào các bức tranh và trả lời câu hỏi. Chúng mình có 6 từ ở trong hộp này. Các con có thể sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của từng từ. Turkey, gà Tây. Pumpkin, bí đỏ. Corn, bắp hoặc ngô. Harvest, vụ mùa. Hunt, săn bắn. Settler, người định cư. Tiếp theo, cô mời các con quan sát hai bức tranh. Câu hỏi cho bức tranh A. What is happening in picture A? What are people eating? Điều gì đang xảy ra ở bức tranh A và mọi người đang ăn gì? Chúng mình có thể nhìn thấy đó là một cái cuộc hội ngộ gia đình, có tất cả những thành viên trong gia đình đang ăn uống. Có thể họ đang ăn mừng cho một cái ngày lễ gì đó. Và trên bàn ăn thì chúng mình có thể nhìn thấy gà Tây. Như vậy họ đang ăn mừng ngày lễ tạ ơn. Chúng mình sẽ trả lời như sau. People are eating a traditional Thanksgiving meal together. Mọi người đang ăn bữa ăn trong ngày lễ tạ ơn cùng với nhau. Câu hỏi cho bức tranh B. When did the event in picture B take place? Ở đây mình có cụm take place, nghĩa là diễn ra, xảy ra, bằng với từ happen. Cái sự kiện ở trong bức tranh B xảy ra khi nào? Nhìn trong bức tranh B thì rất khó để có thể đoán được năm chính xác. Chúng mình chỉ có thể đoán được đó là ở trong quá khứ thôi. Và dựa vào thông tin cá nhân của các con có thể chọn một cái phương án nhé. Vì cái phần này nó mang tính phán đoán là nhiều. Và kết quả đúng của câu số 2 này đó chính là đáp án B. 1621, năm 1621. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đọc bài đọc nhé. Trong bài đọc sẽ có tất cả những cái thông tin để trả lời cho câu hỏi ở bức tranh A và bức tranh B. Two. Read and listen to the text and check your answers to exercise 1. Đọc và nghe cái đoạn văn này và kiểm tra câu trả lời của bạn ở bài số 1. Cô mời các con cùng đọc và dịch cái đoạn văn này với cô nhé. Thanksgiving Day, ngày lễ tạ ơn. Americans celebrate the Thanksgiving holiday on the fourth Thursday of November. Những người Mỹ thì ăn mừng cái ngày lễ tạ ơn này vào thứ năm, thứ tư của tháng 11. Families meet for a special meal including turkey, corn, potatoes, and pumpkin pie, a popular dessert. Cả gia đình thì sẽ gặp nhau cho một cái bữa ăn đặc biệt bao gồm gà Tây, ngô, khoai tây, bánh bí đỏ, bánh bí ngô.
một cái món ăn tráng miệng phổ biến. Then families do activities together or watch TV. Sau đó thì những gia đình sẽ có những cái hoạt động cùng với nhau hoặc là xem TV. The Thanksgiving Festival celebrates the first harvest of the Pilgrims, a group of religious settlers. Cái ngày lễ tạ ơn này thì ăn mừng cái mùa vụ đầu tiên của những người hành hương, một cái nhóm người di cư tôn giáo. Ở đây chúng mình có từ Pilgrim có nghĩa là người hành hương nhé. In September 1620, they left England for America on a ship, the Mayflower. Vào tháng 9 năm 1620, họ đã rời nước Anh để đến Mỹ trên một con tàu, và con tàu đó có tên là Mayflower. That winter, when they arrived, they were very cold and didn't have enough food. Mùa đông năm đó, khi mà họ đến Mỹ thì họ bị rất là lạnh và không có đủ đồ ăn để ăn. So half of them died. Vì vậy, một nửa trong số họ đã bị chết. A Native American leader, Squanto, visited the settlers. Một cái người thủ lĩnh Mỹ tên là Squanto đã đến thăm những cái người di cư này. His people showed the settlers how to grow corn and vegetables and how to hunt animals for food. Những cái người của ông ấy đã chỉ cho những cái người di cư cách trồng ngô, rau và cách săn bắn động vật để lấy đồ ăn. In autumn 1621, after a good harvest, the pilgrims held a big celebration to thank God. Vào mùa thu năm 1621, sau một cái mùa vụ bội thu, thì những cái người hành hương này đã tổ chức một cái sự ăn mừng lớn để cảm ơn trời đất, Chúa trời. They invited the Native Americans. Họ đã mời những cái người Mỹ bản xứ ở đó. For 3 days they ate together. Họ ăn uống cùng với nhau trong vòng 3 ngày. Also, they played games, sang songs and danced. Họ cũng cùng nhau chơi trò chơi, ca hát và nhảy múa nữa. It was the start of a long tradition. Đó là cái sự khởi đầu của một cái văn hóa lâu đời. Bây giờ cô mời các con cùng lắng nghe bài đọc này một lần nữa nhé. Unit 3, Culture, Exercise 2. Thanksgiving Day. Americans celebrate the Thanksgiving holiday on the fourth Thursday of November. Families meet for a special meal, including turkey, corn, potatoes, and pumpkin pie, a popular dessert. Then families do activities together or watch TV. The Thanksgiving festival celebrates the first harvest of the Pilgrims, a group of religious settlers. In September 1620, they left England for America on a ship, the Mayflower. That winter, when they arrived, they were very cold and didn't have enough food, so half of them died. A Native American leader, Squanto, visited the settlers. His people showed the settlers how to grow corn and vegetables and how to hunt animals for food. In autumn 1621, after a good harvest, the pilgrims held a big celebration to thank God. They invited the Native Americans,
For 3 days, they ate together. Also, they played games, sang songs, and danced. It was the start of a long tradition. Tiếp theo, chúng mình sẽ dựa vào những cái thông tin bài đọc để chúng mình chuyển sang phần số 3. 3. Read the text again and answer the questions. Đọc cái đoạn hội thoại, cô xin lỗi, cái đoạn văn này một lần nữa và trả lời 5 cái câu hỏi ở bên dưới. Câu đầu tiên. What do people eat on Thanksgiving Day? Mọi người ăn gì vào ngày lễ tạ ơn? Thì ở đây chúng mình sẽ lấy thông tin ở đây. Con nói về phần đồ ăn này. Turkey, corn, potatoes and pumpkin pie. Câu số 2. Mình có thể trả lời they eat turkey, corn, potatoes and pumpkin pie on Thanksgiving Day. Câu số 2. Where did the pilgrims arrive in 1620? Những cái người hành hương đã đến đâu vào năm 1620? Năm 1620 thì chúng mình sẽ tìm cái thông tin về năm 1620 thì họ đã rời Anh để đến Mỹ đúng không nào? Như vậy mình sẽ trả lời they arrived America in 1620. Họ đã đến Mỹ vào năm 1620. Câu số 3. Why did many settlers die in the first winter? Tại sao rất nhiều người di cư đã bị chết trong cái mùa đông đầu tiên? Mình sẽ trả lời phần thông tin này. Because they were very cold and didn't have enough food. Họ rất lạnh và họ không có đủ đồ ăn. Câu số 4. How did they learn to grow food? Họ học cách trồng trọt như thế nào? Đây thì mình sẽ lấy thông tin ở trong phần này nhé. Squanto's people showed the settlers how to grow corn and vegetables and how to hunt animals for food. Thông tin ở câu này. Và câu số 5. Who went to the first Thanksgiving meal? Ai là người đã đến cái bữa ăn trong cái ngày lễ tạ ơn đầu tiên? Thì đó chính là the Native Americans, những người bản xứ Mỹ. Bởi vì ở đây có thông tin là they invited the Native Americans. Họ đã mời những cái người bản xứ Mỹ để đến ăn đúng không nào? Như vậy ai là người đến ăn thì chính là những cái người bản xứ Mỹ. Thông tin ở cái phần mà cô vừa gạch chân nhé, cô Huyền sẽ để lại những cái câu trả lời ở trên màn hình phía bên tay phải. Tiếp theo, cô mời các con chuyển sang phần số 4. For your culture. Văn hóa của bạn. Choose a festival in your hometown or city, then ask and answer the questions with your partner. Chọn một cái lễ hội ở thị trấn hoặc là thành phố của bạn, sau đó hỏi và trả lời những câu hỏi với bạn của mình. Ở đây cô Huyền sẽ để một cái đoạn hội thoại mẫu này. Câu số 1. When is the festival? Lễ hội xảy ra khi nào? The festival is on the 10th day of the third lunar month. We call it the Hùng Kinh Temple Festival. Cái ngày lễ này xảy ra vào ngày mùng 10 của tháng 3 âm lịch và chúng tôi gọi nó là ngày lễ hội Hùng Vương. Câu số 2. Where is it? Nó ở đâu? It's the Hùng Temple on Nghĩa Linh Mountain in Phong Châu District, Phú Thọ Province. Nó ở đền Hùng trên ngọn núi Nghĩa Linh ở quận Phong Châu, tỉnh Phú Thọ. Câu số 3. What do people celebrate? Mọi người ăn mừng cái gì? They celebrate the anniversary of the Hùng Kinh's death. Họ kỷ niệm
cái sự ra đi của vua Hùng. Câu số 4. How do they celebrate it? Họ tổ chức như thế nào này? The major ceremony takes place over several days, but the 10th day of the month is considered the most important. Cái sự kỷ niệm chính thì diễn ra rất nhiều ngày, nhưng mà ngày mùng 10 trong tháng thì được coi là ngày quan trọng nhất. A procession starts at the foot of the mountain and stops at every small temple before reaching the high temple. Here, pilgrims offer prayers and incense to their ancestors. Một đoàn người thì sẽ bắt đầu từ chân núi và dừng lại ở mỗi cái ngọn, cái ngôi đền nhỏ trước khi đến cái ngôi đền ở trên cao. Ở đây thì những người hành hương sẽ cầu nguyện và dâng hương đến tổ tiên của họ. Câu số 5. Do people have special food? Mọi người có thức ăn đặc biệt không? Yes, they do. Ở đây là they do chứ không phải they have nhé. Vì nó là câu trả lời cho thì hiện tại đơn. Yes, they do. Hùng King's Temple Festival foods include rice cakes and five fruits. Họ có này, những cái đồ ăn trong cái ngày lễ hội Hùng Vương này thì sẽ bao gồm bánh gạo và mâm ngũ quả. 6. Do they do special activities? Họ có làm những cái hoạt động thú vị nào không, đặc biệt nào không? Yes, they do. In Hùng Temple Festival, there are a wide range of folk games including bamboo swings, rice cooking competitions, ball throwing through a ring, human chess, wrestling, lion dance, crossbow shooting, water puppet performance. Có này, có rất là nhiều những cái trò chơi dân gian như thể là trò chơi đu bằng những cái đu tre này, trò thi nấu cơm này, trò vật này, trò cờ người này, rồi là trò ném bóng qua một cái vòng này, trò múa lân này, rồi thì bắn nỏ này, rồi mà múa rối nước, vân vân. Tiếp theo chúng mình sẽ chuyển sang phần số 5. 5. Use it. Write a short description of a festival in Vietnam. Use your answers in exercise 4 to help you. Viết một cái đoạn mô tả ngắn về lễ hội ở Việt Nam và sử dụng câu trả lời của bạn ở bài 4 để giúp bạn. Những cái thông tin ở bài 4 thì cô Huyền đã dịch rồi và ở đây cô sẽ viết một cái đoạn văn mẫu cho các con và để trên màn hình. Như vậy chúng mình cũng vừa hoàn thành xong tất cả phần bài tập của buổi học ngày hôm nay rồi. Buổi học ngày hôm nay rất thú vị vì chúng mình đã được học thêm những cái kiến thức về các nền văn hóa khác nhau. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong buổi học tới. Goodbye! Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.